các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay 105, độ áo xanh còn két, xem là sẽ mời. Các chiếc quay 105, một dòng xe nhập khẩu từ Lan và có tên gọi là Future ở Trường Nam. Tính thời điểm hiện tại đã có rất nhiều bản độ từ dòng xe này, từ nâng cấp loại động cơ cho đến dọn kiển lại hết những chi tiết bên ngoài. Thường thì ta có thể bắt gặp những bản độ mang cái tông màu đó bật đến từ cái xứ Chùa Vàng, nhưng hôm nay thì không. Con quay 105 này là phiên bản của những tay chơi Việt Nam dọn lại. Dù dàn áo có hơi hướng là nó bật, nhưng bù lại kết hợp cùng với dàn chân đen và những chi tiết bạc xám lại giúp chiếc xe trông là cứng cáp hơn rất nhiều. Giữ được những tất cả chi tiết và chủ xe thay đổi cái phần tay thắng sắt nguyên bản bằng cái dòng là CIC 14, tích hợp cái khả năng là chống gãy và 6 cấp tăng đường rất là nổi bật. Và dọn theo phong cách đến từ Bình Thái nên chủ xe không quên lắp thêm cái rổ trước đúng phong cách chào lưu của nước bạn. Chiếc xe có tuổi đời cũng khá lâu nên nhiều chi tiết đã được chủ nhân sơn phục chế lại. Điển hình là cái bộ cái cụm công tắc được làm mới lại với những cái ký hiệu của cái cụm cũng như là những nút đời máy và kèn được minh lại cái màu đỏ cũng rất tinh tế. Nhìn xuống cái dàn chân trước thấy được góc ảnh quen thuộc, dây dọc S đa màu sắc được kết hợp với heo Fando hai bánh xứng ở phía trước. Cái dòng heo này có cấu tạo với kích thước giống với mẫu Rainbow nên anh em có thể là mua cái phát của Rainbow để dùng cũng rất là tiện lợi. Thương hiệu đồ của Fando xuất xứ đến từ Lon cũng là khá nổi tiếng, anh em không phải lo sợ đâu nhé. Và góc này các bạn có thể thấy được cái đầu bò đã được xử lý lại rất là tuyệt đẹp để tạo một cảm giác cho người nhìn đây là một cái chiếc xe vừa xuất xưởng chưa lăn bánh như là một cây nào với cái dàn chân là quá mới và hoàn hảo. Hệ thống trên sau dùng là cái phục nai thái nhưng được sơn lại cái lò xo đen cho một cái tông màu với chiếc xe này. Cái dòng phục này được rất nhiều anh em chia sẻ tin dùng bởi hình là đơn giản đẹp và độ nhún nhảy cũng rất là êm ái. Chiếc nón bảo hiểm cũng được lựa chọn mua cùng với cái tông màu xe. Kawasaki ZX-1R độ chất dời, độ dáng cùng với cái chủ xe. Không nói đâu xa xôi khi nhắc đến với những cái dòng tên tuổi sừng sỏ đứng đầu ở một cúp Sportbike 1000 phân khối. Kawasaki ZX-1R là một cái tên khó thể bỏ qua bởi chính ngôn ngữ hình ảnh mạnh mẽ của những chuyên gia Nhật Bản thiết kế. Đi kèm với cái nguồn sức mạnh vượt ngưỡng là 200 mã lực ở cái cấu hình tiêu chuẩn, chỉ với những can thiệp cơ bản cũng đủ khiến nó trở thành một con vật đường phố đúng nghĩa. Và qua đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái chiếc ZX-1R độ cực chất và được nâng cấp rất nhiều món đồ chơi chìa kiển. Cái chiếc ZX-1R cũng với những cái mẫu xe thủ khác đều được giới thiệu cái độ đặt cho cái tên khá ngầu là đại mãng xà trong làng phân khối lớn. Vì sao được gọi như vậy? Bởi chính cái màu xanh đặc trưng như là rắn đục, đôi đèn pha sắc cạnh như là rắn săn mồi. Và bên cạnh vẻ đẹp của em nó, chủ nhân chiếc xe lên ý tưởng design riêng cho cái chiếc ZX-R một bộ áo độc đáo mang cái dáng bắp monster chứ cái bộ răng là khá dữ dằn, sẵn sàng nuốt gọn hũ. Sẽ được trang bị có động cơ là 998c là 4 xanh, DOC 16 bàn, làm mát bằng nước, công suất cực đại là 200 mã lực. Mô men sắc cực đại 113.5 m, tốc độ tối đa là 299 km/h, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong khoảng thời gian 29 giây, hộp số sơ cấp. Ngoài cái bộ cánh được thiết kế để ấn tượng ra, chiếc xe còn được trang bị rất nhiều phụ kiện cao cấp như cặp mâm Marchesini, phanh của Rainbow Nicker hai bánh xứng ở phía sau, cái dàn ống xả Austin Racing, ốc nồi CB Racing, ống nước Samco Racing v.v. Cảm ơn bạn hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.